chào mừng các bạn đến với buổi livestream chấm bài vương miện, thiết kế vương miện của tập thể lớp lớp 8A1 như chưa. Rồi ok, giờ bắt đầu mình chấm điểm luôn ha. Nữa là vương miện quá trời kìa. Kìa, một đống vương miện luôn. Cầu mong là hôm nay có nhiều vương miện được tung lên. Sao giờ này hẹn mới like hả? Vậy hả? Tự nhiên nghiện xem like hay quá thì không trời thiệt không? Hay là phải bộ lời nói ông bướm vậy? Tôi không phục cái vương miện ngày hôm qua, sao không phục? Sao còn nhớ nữa hả? Còn nhớ nó hả bằng Kim Huệ, sao không phục? Bài nào đặc biệt thầy lọc riêng, thầy lọc riêng ra chấm sao nha, cho các bạn khỏi thắc mắc. Có bài nào đâu đặc biệt, tôi thấy bài nào nó cũng giống nhau mà. Ủa mấy em nói gì vậy? Thầy không hiểu gì hết vợ. Cái gì mà đúng, không có đúng bọng gì ở đây hết trơn. Giờ bắt đầu mình chấm bài nha chưa. Hôm qua chấm lớp 8A3 đúng rồi. Hôm nay mình chấm lớp 8A1. Mình chấm số chẵn trước đi, ở lộn số lẻ trước đi. Rồi Nguyễn Phúc Khang. Ôi trời, Phúc Khang tội nghiệp. Mấy em Phúc Khang thường tội nghiệp lắm. Thiệt thương lắm đó nha. Ảnh vẽ được như thế này, rồi ảnh cạo màu, ảnh làm mịn màng được như thế này, ke nét điều tô màu kỹ lưỡng như thế này là đúng chuẩn của trang trí rồi. Mà ảnh là con trai trời tội nghiệp lắm. Thiệt luôn, hiền khô hà. Chèn ui, cưng lắm. Thành ra giờ sao, thôi chăm chế đi. Thấy hả? Các bạn bình luận cái số điểm vô giúp thầy Dân được không? Nay thầy lão quá vậy, vụ gì? Và muộn, cảm ơn các bạn, cảm ơn mọi người. Chủ đề là trang trí vương miện. Vương miện đức vua hay là vương miện nữ hoàng cũng được nha. Ok, riêng các bạn này thầy cho là 80 điểm luôn đó. Ủng hộ tinh thần luôn đó. 80 điểm nha, chưa quá tốt. Cảm ơn các bạn tặng quà hả tim thầy Dân, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tội nghiệp lắm, chàng ơi. Nhưng cha chứ đựng gì là mừng. Cái gì? Thầy cho em làm khách trong live đi, không được em ơi, nó sẽ bị lắc. Nó sẽ bị lắc cái phim live, hiểu không? Ví dụ vô mà Mika này kia mình ăn, mình chơi thắng, mình được cái này cái kia, mình có thưởng thì mình còn, thầy còn cho phép. Còn cái này lên thì nó rất là ảnh hưởng cái phim live, nó bị lắc trầm trọng luôn đó. Cái này phải vẽ căn giữa nó là đẹp ghê ha. Cái này bạn cho không phải màu tối đâu, cái gu này là cái gu màu trầm. Bình thường không sao hết, khi mà các bạn chuyên ngành hội họa đó thì cái gu các bạn phải là cái gu trầm ấm ha. Trong cái nhấn nhá của mình nó cũng có cái sự gọi là lộng nhẹ nhẹ ở ngoài đây cũng được đi. La Thục Anh vẽ tốt lắm mấy bạn, La Thục Anh vẽ rất là tốt. Mà cái bài rất là kỹ luôn. Riêng cái bài này hãy cho 100 điểm. Tại vì bạn dùng cái họa tiết vốn cổ á. Và cái khối vốn cổ của bạn có nè. Vốn cổ là gì? Vốn cổ là những hình thù họa tiết trang trí thờ vua ha, thường ở trên long bào, và những cái hình thù trang trí họa tiết cung đình thì gọi là họa tiết vốn cổ ha. Cái bài này là mấy bạn được học rồi nè, họa tiết vốn cổ cách điệu 100. Quá đẹp. Cái gì vậy? Nay điện thoại nhớ cho em vào nha thầy. Thay điện thoại nhớ cho em vào là sao? Là sao vậy? Tôi có hai điện thoại đâu. Vụ gì vậy? Vụ gì? Sao nay thầy lạ vậy? Vụ gì lạ chợ? Nó tôi hiền. Hiền coi la thì quá, cảm ơn em. Cái vương miện này là cho ai đổi vậy? Chèn vẹt ơi nè mấy bạn. Cái vương miện vậy đó mà nó hơi nghiêng một chút xíu đúng không? Ok thầy chấp nhận. Nhưng mà khi mà mình tô mà phải điều màu. Chèn ơi, vương miện đâu làm như thế này là bị đưa ra pháp trường bảo đảm luôn đó. Ủa gì vậy? Huỳnh Bình Kha. Ê tôi nói thiệt nha, em để cái vương miện này nè, tôi thấy hồng chừng nó còn cao hơn cái vương miện này luôn. Thiệt sự luôn đó. Lớp mấy vậy thầy? Lớp 8A1 với mấy bạn. Gơi không? Cho thầy đổi hả? Ê Quỳnh Anh, em nói gì đó? Em nói gì đó Quỳnh Anh? Em tin không? Tưởng tượng được thì chăm chế đi. 69 điểm. Mệt. Chăm chế đi, chăm chế nhiêu được rồi. Ít. Tôi nhìn cái nét vẽ tôi biết cô ai liền. Thấy không? Không là tưởng tượng được, quá đẹp luôn. Phản diện mới được. Bạn có ý thức học tập. Các bạn không biết. Ủa cái gì mà ủa? Lễ tạ ơn và lễ Giáng sinh 2 giờ ở lộn 24 và 25 tháng 12. Merry Christmas. Ok được chưa? Nè người ta có đội dân miệng đúng rồi, đội gì nữa? Khoa vẽ tốt lắm nha em đó. Vậy nè đội gì nữa? Đúng là đúng à. Đúng rồi đó. Người ta còn vẽ được cái cảnh là cái nhân vật đội dân miệng đi chơi Noel. Thấy ghê không? Mấy em được như người ta chưa? Hả mấy em ý kiến? Bực bội cho người ha. Chăm chế là gì vậy thầy? Là mình nương tay đó em. Ừ 100. Ý thầy cộng 15 điểm luôn hả? Rồi ok. Vậy thôi cái này 100 cộng. Trời ơi quá đẹp luôn mấy em ơi. Đó thấy không? Đẹp quá trời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha chưa. Đó cảm ơn các bạn đã xem live tặng quà hết tim cho thầy Dân. Tại bạn đó có cố gắng chính xác luôn. Bạn Thùy Hương Diệu Bảo Ái đó, bạn nói rất là đúng luôn.
xưng là bạn nha, nhưng mà nhìn hình avatar chắc là lớn tuổi hơn thầy Zen rồi đó. Đó, thấy không, người ta có cố gắng là phải chăm chế nó khác với cái gì mà các bạn vẽ đẹp. Bây giờ vẽ đẹp mà vẽ bình thường nó cũng đâu có gì gọi là đặc biệt đâu, đúng không? Mấy chanh cố gắng khác chứ gì nữa. Đi chơi Noel đâu phải hoa hậu mà đội dương miệng thì ai biết, nhưng mà người ta vẽ cái hoa hậu đội dương miệng được không? Miễn có dương miệng là được điểm. Mệt. Rồi ok nha. Nè dương miệng trang trí nè, cái này là của ai? Lâm Chí Hào. Trời ơi, Lâm Chí Hào hôm nay đẹp gì đi. Lâm Chí Hào hôm nay da đẹp dữ hả? Cái ta Doraemon tôi biết mà, không có ai mà xanh lè xanh lét, có cái tròn tròn hết trơn là chỉ có Doraemon thôi. Tưởng tượng. Ủa nhà ủa hoài vậy? Thanh Danh vẽ đẹp dữ. Thanh Danh là một bạn nam duy nhất của khối 8 vẽ đẹp. Nếu như mà nói bạn Quốc Thuận của khối 9 vẽ tốt nhất của cái dàn nam thần ấy, thì là Thanh Danh là cũng là một trong những bạn nam của đại diện cho khối 8. Rất là đẹp luôn, vẽ rất là xuất sắc luôn ha. Rồi 100 cộng, quá đẹp. Đẹp quá. Vẽ cái màu các bạn để ý nè, lên khối sáng tối, nhưng mà hãy có góp ý là cái con này này, con nai hay con hu nè, phải quay ngược lại thì nó sẽ đối xứng cân đối hơn, nó sẽ không bị chổi về cái hình, hiểu không? Nó sẽ cân ngược lại thì nó sẽ có một cái gọi là cái hình ảnh nó bổ trợ cho nhau, cái mạng chính mạng phụ nó có, thấy không? Rất là đẹp luôn. Mình tưởng tượng được mấy em. Ê, cảm ơn các bạn tặng quà hết tim thầy Dân. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cái này tôi mới khen bạn Thanh Danh, cái bạn ở dưới bàn dưới nè, cái bắt chước dễ theo nè, chứ gì nữa, y chang nhau chuyện. Thịnh Phát cộng 15 điểm hả? Cái bức này tôi cho em là 80 điểm thôi, cộng 15 điểm phải không? Thôi 82 đi, cộng 15 luôn. Đó, đó. Cái này là bạn được cộng 15 điểm nha trời. Cái này là tôi không có gọi là chăm chế gì hết trơn như chưa. Người ta vẽ gì là tốt lắm rồi đó. 82 cộng 15 là tốt lắm rồi đó. Ủa cái gì mà ủa? Thầy biết thầy Bình không? Bình Đẳng, ừ biết mà, tôi Bình Đẳng đó giờ. Không có tưởng tượng được mấy em. Ủa cái gì hoài vậy? Hôm nay cái bài của lớp này như gây chấn động hơi nhiều. Tưởng tượng được lớp này sao á. Chẳng lẽ Bảo Quy ghi chữ đẹp dữ. Thấy không mấy bạn, để ý cái màu nè, thấy không? Nó chuyển đồ sắc rất là đẹp. Nhưng mà cái dương miệng này nè, thường cho những cái dương miệng mà mấy cái cô hoa hậu này kia thì được ha. Biết sao không? Tại vì nó thon thả, nó gọi là nó mềm mại, thấy không? Nhẹ nhàng. Cái bức này bao nhiêu điểm mấy bạn? Có hòa sắc nè, ruby, phỉ thúy rất là đẹp luôn nè. Ê cái bức này được 98. Quá đẹp, quá tốt. Rất là đẹp. Angela đó hả? Ghê dạ. Thấy không? Đẹp không? Tốt không? Quá đẹp. Có cộng dây thun đó hả? Đâu ra? Cái dương miệng ta đẹp dữ rồi gì nữa. Quá đẹp luôn. Rồi tiếp. Cộng 2 nữa đi thầy hả? Cộng 2 nữa hả? Sao được cộng 2 đây? Bây giờ mình chơi giải đố được cộng 2 đố mấy bạn. Cái câu nói này của hoa hậu nào khi trong phần thi ứng xử? Em chỉ có một trái tim yêu thương thôi. Rồi mấy bạn đố đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Khánh Vân, chính xác. Em không còn gì, em không có gì mà một tấm gì mà một trái tim yêu thương cả. Đấy, đúng rồi, cộng 2 điểm. Trời ơi, lớp này học giỏi dữ. Chăm chế. Rồi ok. Nè thấy không, nhưng mà cái chắc của bạn ra được cái vương miệng rồi nè. Nhưng mà cái phần đi màu của mình á, nó bị biết bị do không? Nó bị tẻ nhạt quá đi. Dùng cái từ gọi là cái gì biết không? Nó nhạt nhẽo và nó không có một cái màu gọi là nó sặc sỡ. Mấy bạn để ý dương miệng không? Trời ơi, nó rất là sặc sỡ. Còn dương miệng nước Anh ấy hả? Nhiều cái dương miệng tao nói hả? Kim cương lấp la lấp lánh, bảy sắc cầu vồng, ánh sáng hào quang chiếu rọi mười phương chư Phật luôn á. Rất là nhiều. Chuyện ốm em phải nghiên cứu vô. Thảo Nguyên, cái này bao nhiêu điểm này, chăm chế đi. 94 đi. Tội nghiệp, cái bút gần hết mực nữa kìa. Tôi nghi quá à. Ê, trời ơi, trời tốt ghê, hồn chưa. Hô, ta có quà bất ngờ cho tặng cho cháu. Dễ thương ghê không. Nó, ta vẽ gì là tốt quá, không đổi gì nữa. Ê, đó. Cứ vậy mãi thôi Khoa. Lúc nào Khoa cũng tốt hết trơn á. Nè thấy ông Noel nè, Khoa nè, mình mong ước có ông Noel. Dễ thương không? Đội dương miệng đó nè, có cái sừng một. Vậy mới được, bực bội trong người ha. Chăm chế đi thầy, chăm chế cái gì? Vậy là đúng rồi đó, có sai lầm gì hết trơn. Ủa cái gì mà ủa? Ủa cái gì? Bực bội. Bực mình trong người ha. Không là tưởng tượng được. Ông Noel mà chữ En sẽ chính tả nữa.
Gọi đi. Tội nghiệp. Nó chăm chế vậy thôi, chăm chế chấm maximum đi. Ừ. Có nhiều thôi mà sao ý kiến hay ý kiến quá vậy? Giống bánh kem vậy. Minh Phương, em vẽ sao mà người ta vô người ta nói giống cái bánh kem vậy em? Nè. Nè thấy không, mấy bạn thấy kim cương mà người ta vẽ không? Ấy cảm ơn các bạn tặng quà hả tim nha, ước gì mà lên 300k tim để tôi xỉu. Đó, cảm ơn các bạn tặng quà cho thầy Dân. Cảm ơn những trái tim có dương miệng của các bạn nha. Ghê quá à, chấm bài dương miệng cái có trái tim dương miệng dễ thương quá à. Cái này cái bánh kem hả? Tôi phải ghi vô mới được. Cái bánh kem. Mệt, để cho bạn rút kinh nghiệm hiểu không? Bánh kem. Không thể nào tưởng tượng được cái lớp này. Đó, giống bánh kem thiệt giống không? Chứ gì nữa. Thôi mà chăm chế cho mình dễ được như này. Thôi giờ 98 điểm. Thôi. Thôi này 100 luôn đi. 100 luôn đi. Cho 100 luôn đi. Tốt. Thấy không? Tôi hôm nay là bài thi, hôm nay tôi vui trong người, thành ra là tôi chấm điểm nha, chăm chế đó. Cảm ơn các bạn đã hạ tim tặng quà cho thầy Dân. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nghe chưa? Ai nói cái gì đó? Cái gì? Ai nói cái gì đó? Thảo Nguyên. Thầy kỳ quá vợ. Ủa gì tôi làm gì kỳ trời? Tôi làm gì? Thầy điểm thầy rẻ quá. Trời ơi, rẻ cái gì bạn ơi, tội nghiệp. Mình chấm hả? Kiểu như điểm khó lấy á thì tội nghiệp tụi nhỏ, thôi kệ chăm chế đi. Bài thi không đó, kệ đi. Rẻ rúng gì thôi kệ đi. Ai vẽ xấu thì cho điểm cao, ai vẽ đẹp thì mình cho một điểm. Lê Đặng Gia Bảo. Tôi nói em bao nhiêu lần rồi Bảo, em ghi chữ hả? Chỉ có tôi nói thì chỉ có Tôn Ngộ Không mới đọc được cái chữ của em đó. Không nào tưởng tượng được. Nè, Gia Bảo á, Huy á thì lúc nào hả chơi cũng không đẹp hết trơn, mà tôi nói cảnh báo Huy mấy lần y chang, không ai bác bỏ cái điều đó. Còn đến Gia Bảo đó hả, là tôi ấn tượng Gia Bảo nha. Thứ nhất, Gia Bảo luôn luôn nặng ký. Thứ hai, hay ăn hiếp bạn bè. Thứ ba, hung hăng. Thứ tư, hung dữ như con gấu vậy đó. Thứ ba với thứ tư giống nhau. Đó mấy em công nhận không? Không thể nào tưởng tượng được. Thiệt, mà những bạn mà tên Gia Bảo tôi thấy y chang luôn, ghi chữ không bao giờ đẹp. Mà luôn luôn á hả, vô lớp là kiểu như hả, cứ nằm lăn đùng lăn ra ngủ thôi, chừng nào la rồi đó mới nghe. Đó mấy bạn tên Gia Bảo à, công nhận không? Công nhận không? Đúng không? Cái gì nữa đúng không? Y chang luôn. Tôi để ý là chỉ có Bảo nè, Huy nè, Đạt, Sơn, Thịnh là những cái anh thanh niên đó đó ha. Là y như rằng, nhất là bạn Thịnh. Bạn Thịnh lúc nào cũng nhỏ con, không bao giờ được bự con. Mà à, bạn nào tên Thịnh là nhỏ con vậy đó. Trời ơi, tưởng tượng được. Rồi sao thầy biết vậy? Tôi để ý nguyên trường tôi a tên y chang nhau, là nó cứ một cái y chang nhau như vậy đó. Ghê không? Thấy ghét. Vẽ gì đội nhiêu điểm, tô gì nè, tô gì nè, ẩu tả bài 2 tiết mà hả, vô tiết 2 gọi hả, tôi la ó mới chịu vẽ. Nè ai rồi nè, cái này nó phải nhô lên đây nè em ơi, em vẽ sai rồi nè, đó thấy không, cái này cũng sai luôn, lật xa gần, cái nào ở trước cái nào ở sau, cái ở trước thì che ở sau cũng không biết nữa. Thì kìa, 45.5 mệt gì. Ê chờ á, ok 45.5 đi. Đó, thấy không? Bước bỏ trong người ha. Nữa rồi đó, tới rồi đó. Rồi nè. Ê. À, ừ, cái này nhìn được. Ừ, Thái Phong nè. Như Thái Phong vẽ sáng tối cũng được nè mấy bạn, thấy không? Đó. Nhưng mà tiếc cho em, tôi nói là dương miệng làm ơn làm phước đi. Dương miệng của em là chất liệu là than đen hả? Hả? Thôi chăm chế đi, cái bài này 70-75 đi, tội nghiệp. Có mình ảnh làm bài này thôi. Tội nghiệp, nhìn tội nghiệp lắm Phong mà. Nè như thế này nè, dễ cũng tốt nè, nè cái này 95. Đó, thôi 95 được đi. Tại vì có nhiều họa tiết mà bạn để ý nè, rất là nhiều họa tiết luôn khi làm. Thay bút đi thầy ơi, hết rồi em ơi. Thôi cởi chấm lớp này nó đi rồi, thay bằng còn hình thù mà, có gì đâu. Thấy không, ke nét này cũng kỹ lưỡng. Cái gì giống cái áo hả? Cái gì, sao người ta vẽ dương miệng mà sao nó giống cái áo đi, tôi ghi vô coi. Giống cái áo hả? Giống cái áo, trời ơi tôi chán ghê vậy đó. Tôi cho mấy em hả, gì để cho mấy em biết được cái năng lực của mấy em dễ giống cái gì. Muốn gãy cái tay, tưởng tượng được. Xỉu đi hả, cảm ơn các bạn tặng quà hả tim thầy Dân. Xỉu chưa, xỉu cái đùng luôn. Mệt, cao nhất là 100 điểm. Từ 59 điểm trở xuống là rớt môn nha chưa, mệt quá đi. Tại vì hăng điểm 100 là 60 điểm trở lên mới đậu. Cảm ơn các bạn đã tặng quà cho thầy Dân nha, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nè cái này em mãn trang trí đúng nghĩa nè, nhưng mà cái phần lấp la lấp lánh á, mình không có nhiều bằng những cái bài khác. Thành ra cái bài này 100 điểm là không có được ha. Nhưng mà vì cái tô nó đẹp, nhưng mà sao các bạn nó giống cái hồ. Đây là 93 điểm thôi.
tiếp. Này mấy bạn cho nhiều điểm, họa tiết mình phải sặc sỡ lên, phải nhiều kim cương lấp lánh lấp lánh đồ vô. Cái này cái gì, bảy sắc cầu vồng hả gì? Nè, gai góc tùm lum. Tôi nói thiệt cho mấy em nha, cái ông vua mà đến cái bước đường cùng rồi, cái món vũ khí cuối cùng của ổng là biết cái món gì không? Là cái này nè. Ổng cầm cái này. Ủa cái gì vậy? Ai bắt cái gì vậy ta? Trời ơi đáng sợ. Giống hàng rào hả? Ngộ ghê vậy, cái nó giống hàng rào. Bành da mẳng sao hôm nay vẽ đơn đơn điệu quá vậy. Nhưng mà tô rất là kỹ. Chăm chế đi. À, không bằng cái kia được thôi, 91 điểm. Bùa Trung Quốc hả? Ổ vẽ như vậy là bùa đó hả? Cái cưa hả? Sao vậy? Sao em lại đánh cái cưa? Em sao em nói đúng ý thầy quá vậy? Mệt. Có cái dương miệng nào mà thấy ghê vậy chàng? Như là cái hàng rào vậy em. Thấy ghê. Cái hàng rào hả? Mệt ghê vậy đó mấy bạn ơi. Quá khổ mấy em. Thiệt sự ai ạ? Phạm Khôi Nguyên. Thằng nhóc Khôi Nguyên này anh cũng bựa lắm. Cái lược hả? Cái lược hả? Cái hàng rào. Ôi là trời, tôi mệt muốn chết. Cái hàng rào hay cái lược? Mệt quá à. Mệt cái lớp này sao á. Tưởng tượng được. Đó tôi ghi như thế này, em chú thích là em tự rút kinh nghiệm giùm tôi đi nha. Chiếc lược ngà quá mệt mỏi đi. Cái bài này 68 điểm thôi. Mệt ghê. 45 điểm hả Sơn? Ác quá vậy, người ta vẽ được gì cho 45 điểm. Quá thế tào lao rồi. Hành tú rồi, hành tú. Tôi nói thiệt, tôi không có ai mà tào lao như em hết trơn á. Tôi nói là thiết kế dương miệng. Còn em ấy, em đi quất nguyên cái đám mây đội cái dương miệng. Ví dụ em vẽ cái trái tim đội dương miệng ta. Mấy bạn thử tặng thầy cái trái tim đội dương miệng coi. Để thầy nói ví dụ cho bạn coi coi. Bạn có coi trong like đâu, có ai tặng không? Đó, tặng cho thầy cái trái tim ta đội dương miệng cái coi. Nó hiện lên cái bạn nhìn bạn mới biết được, chứ bạn không có hình dung. Thấy cái dương miệng của người ta không? Cái trái tim tách rờ ra cái dương miệng cũng được, nhưng mà cái hình nào nó nhắn thì nó nhắn, cái hình nào nó không nhắn không nhắn. Đó đó, thấy không? Em thấy chưa em? Đó. Rồi bây giờ em vẽ nguyên cái đám mây mà cái dương miệng bên đây vậy nè, rồi cho em bao nhiêu điểm? Lạc đề. Lạc đề rồi em ơi. Lạc đề rồi. Lạc đề nha chưa? Mệt. Chăm chế đi, em được 10 điểm rồi đó. Em về em khoe gia đình đi. Ý 10.5 đi. Mắc công em nói là em được 10 điểm. Cái mẹ của em tưởng là tôi chấm em thang điểm 10, cho nên tôi chấm 5 cái là mẹ em sẽ nói là không phải. Vậy là thầy mày chấm thang điểm khác. Tưởng tượng được. Rớt đi. Đó. Lâu lâu cái lớp này nhiều bạn kiểu như là sao ta, kiểu như cưỡi ngựa xem hoa với lợ đang tung tăng trên chờ đạp mây xanh hôm nay xuống chơi đó, thành ra các bạn hơi bị kiểu như hơi khó hiểu xíu, các bạn thông cảm nha. Rồi cái gì nữa vậy chèn? Cái dương miệng hay là cái núi vậy? Cái dãy núi hả? Cái gì ở Yến Nhi đó, không thể nào tưởng tượng được. Các bạn nói cái nhà thờ nữa kìa, ở Sapa hả em? Mệt muốn chết à, mệt quá à. Cái lớp này sao á, không mà tưởng tượng được. Quá mệt mỏi rồi. Tô gì nè, 59 thôi, không được 60 nữa. Cảm ơn các bạn tặng quà hết tim thầy Dân 400 like kìa thầy, cảm ơn các bạn nhiều. Không có tưởng tượng được. Tiếp nè, tới nữa nè. Sao mà không cân đối gì trơn à? Làm kiểu này là giải ra pháp trường liền, tôi bảo đảm luôn. Em làm kiểu này là em bị giải ra pháp trường đó. Đức vua hay là nữ hoàng mà hả, kêu em thiết kế đi rồi để cho thợ người ta chế tác. Cái em làm như thế này nè, dâng lên dạ muốn tâu bệ hạ, hôm nay thần dâng lên bản thiết kế cho gì, cho hoàng hậu đó. Em muốn tâu bệ hạ cho em hạ bệ luôn. Trời em phẹt ơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã thả tim một câu like. Mai Phương lớp trưởng dễ hay ghét gớt. 45.9 rớt đi. Quá xấu rồi. Em dễ viết xấu quá xấu rồi. Thiệt sự luôn đó. Tôi nói thẳng mặt không à. Mà sao mấy em không biết tự ái hả? Trời ơi tôi tự ái muốn chết luôn. Tôi ngại miệng quá. Mà giờ tôi nói thẳng cũng không biết nữa. Ghê không? Mệt. Không có tha thứ cho em được. Tha thứ lần một là do mình tin, sai lần hai là do mình ngu. Tôi mà tha thứ cho em lần này rồi đó ha, lần sau em làm còn hơn lần một thì sao? Không có tưởng tượng được. 25 điểm. Ý, cái này 25 điểm tội nghiệp quá vậy. Thôi 35. 35.5 đi. Mệt.
quá trời mệt mỏi rồi, mệt mỏi quá đi. Nó vậy nè, dương miệng đó hả? Tưởng tưởng được. Nè thấy không, như thế này được nè. Hải An dễ tốt nè, cảm ơn các bạn đã xem like, cảm ơn các bạn đã tặng quà Hả Tim nhà dân, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi ok, cái này đẹp nè, thấy không, phải nhiễm mới được. Cái bức này là 98 điểm thôi. Vậy à, bây giờ tôi bức này tôi cho 98 điểm. Mấy em có ý kiến gì không? Rồi 98. Thấy không? Rớt môn này có bị sao không thầy? Bị hạ 2 bậc học lực nha em. Còn riêng điểm trung bình các môn của kỳ thi học kỳ 1 thì vẫn giữ nguyên. Nhưng mà học lực bị hạ 2 bậc. Ví dụ em hạng nhất loại giỏi, em sẽ xuống hạng mười mấy hoặc là 20 mấy loại trung bình. Cứ như vậy là bị hạ 2 bậc thôi. Rồi ok. Rồi ok. Vậy tôi đố mấy bạn một câu đi, để này lên đường trăm nha chưa. Rồi đó các bạn, câu này là của hoa hậu nào phát ngôn? Từ từ để tôi nhớ cái coi. Trong khi các bạn đồng trang lứa đang uống trà sữa, uống này kia tùm lum tà la đó, thì em đã là một hoa hậu rồi. Rồi nhanh lên đi. Cái gì lẹ quá vậy? Trời ơi nhẹ lẹ quá vậy? Sao hay quá vậy? Đúng rồi, cộng 2 điểm nha chưa. Hoa hậu Ý Nhi, đúng rồi, ôi giời ơi. Mấy em thật là thông minh. Thông minh quá đi, thông minh quá, thông minh quá, thông minh quá. Hay quá, hay quá, hay quá. Hay quá, hay quá quá. Hay nha, lớp mình hôm nay học giỏi quá nha. Thầy khen nha chưa. Mấy em được hoa bé ngoan của tuần này rồi đó. Ghê, ghê, ghê nha. Cái gì? Tấn Kiệt. Đó. Nè, ai mượn, ví dụ như người ta thêm mấy cái vòng tròn ở chính giữa như thế này đi, nhìn nó đẹp hơn, hiểu không? Đèn ơ, khổ tâm em hết sức. Rồi ok, cái này 70 cao quá đi, cái này chân chu quá, 64. Mệt. Tấn Kiệt thì được 64 điểm là đủ rồi, rớt. Ủa 64 đậu mà quên, dưới 59 mới rớt. Này có ai đây? Khang An. Khang An, hãy hỏi em một cái tâm tình nha. Em nói với tôi bao nhiêu lần rồi em? Em nói với tôi là thầy ơi, thầy thích chơi bonsai lắm phải không? Nhà em có bán bonsai. Tôi mới nói là một chậu á rất là rẻ. Tôi nói là thôi bây giờ em chụp hình cho tôi là 4 hình, 4 cái chậu. Ba của em chụp hình đi, em kêu ba em chụp hình đi, 4 chậu là thầy lựa, là thầy chốt bill. Rồi sau em đem lên trường em gửi cho thầy, thầy chuyển khoản cho ba em liền. Biết sao không? Dạ hứa, hôm nay ba em bận, ngày mai ba em đi du lịch, ngày mốt ba em không chơi điện thoại, ngày nọ ba em không có giá lồ, ba em không có phá bụng, rồi ba em không có bất cứ một cái gì hết trơn liên hệ hết trơn. Ủa gọi em làm gì? Mà hả, nó hứa mà từ ha, cái lúc mà mới tụ trường mà cho tới giờ đón tới tay luôn rồi. Rồi tính là ba em có bán không? À, tôi hiểu rồi. Chắc là em thấy tôi á là thầy giáo lương không có nhiêu. Rồi thành ra đó em lý do với thầy chứ gì. Rồi em khinh thường thầy chứ gì. Trời thầy giáo này là cái gì, đâu có tiền nhiều nhiêu, bán cho ổng không có lợi lớn gì hết trơn chứ gì. Ỷ là thầy giáo cái bán kiểu như mình lấy đúng giá thì mình ngại. Còn mà mình lấy gì mà lấy đúng giá thì mình ngại, mà mình không giảng thì kỳ chứ gì. Chứ sao, tôi là tôi biết em hết trơn hà. 59. Mệt. Chốt điểm. Tôi cho em biết nha chưa, tôi đã cảnh báo cái chuyện này cho em bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần lên lớp tôi đều nhắc có em hết trơn á. Tôi nhắc riết mà tối nay tôi ngại cái miệng của tôi luôn đó. Mà em cứ hứa, em cứ hứa danh dự. Em hứa của em không biết, không biết ngại hả? Tưởng tượng được. Tôi nhớ dai lắm đó nha. Cái lớp này có hai bạn, một bạn tên là An Khang, một bạn tên là Khang An. Ghê không? Tên cũng ngược nữa, Khang An. Khó chịu trong người, đọc là biết khó chịu à. Tưởng tượng được. Rồi ok tiếp. Có cái dương miệng nào mà thiết kế một bên là con trâu, một bên là con bò không mấy em? Cái dương miệng này ai đội? Hả? Cái dương miệng này cho chúa rừng Sơn Lâm đội hả gì? Trời ơi, không thể nào tưởng tượng được. Cho ngu ma dương hả em? Thiết kế cho ngu ma dương đội hả? Thiết kế cho ngu ma dương. Mệt quá, mệt rồi. Quá mệt mỏi cái lớp này sao đâu á. Mệt. Nè con bò mà cái tai nó gì nè. Nè tai nè. Con mắt nè. Tưởng tượng được. Thiết kế cho bò chúa. Là ngu ma dương đấy em ơi. Tôi mệt mỏi quá. Ok giả đẹp quá trời đi. 59 điểm. Mệt quá à. Quá mệt mỏi à. Đây nè, Miss Việt Nam. Trời phẹt ơi.
Ai mượn em để cộng tóc của em vô đây vậy? Ủa gì vậy? Ủa? Ủa? Nó phải cộng tóc không vậy? Cái gì? Cái này chết, đây là xá lợi Phật, cộng tóc của Đức Phật. Đây, để thầy nhúng miếng nước vô một cái là nó sẽ chuyển động liền. Mệt quá đi. Ô là chèn, không có tưởng tượng được luôn á mấy em. Nè, thấy không? Ê, thầy biết rồi, cái này cái gì biết không? Cái cây viết mực của chị chỉ đang vẽ cái ai quệt vô một cái mà tôi tưởng cộng tóc. Thiện phẹt ơi, tôi giật mình. Tôi mới coi được cái thông tin mà cái tóc của Đức Phật tại chùa Ba Vàng đó mấy em, ghê hồn chưa. Sau khi cái cộng tóc đó được lên truyền hình đó, cái từ Bắc vô Nam người ta kiếm được rất là nhiều xá lợi tóc của Đức Phật luôn. Mà không phải một cộng mà là một nùi luôn mấy em. Đáng sợ. Kinh khủng, sao xá lợi nhiều quá vậy? Mệt mỏi trong người. Tưởng được. Cái gì? Bạn em lỡ làm đổ nước vào bài nên bị lem. Màu mong thầy không để ý. Chà, em mà không nói là tôi không để ý luôn đó. Ê, lem màu trừ điểm. Em không nói là tôi không để ý luôn đó. Em nói tôi mới để ý nè, thấy không? Bạn em là ai tôi không cần biết, nhưng mà em nói tôi trừ điểm. Tôi tính cho cái bức này là 98 điểm, nhưng mà em nói tôi cho em 95 điểm. 95 điểm đi, thôi tội nghiệp quá đi. 97, đó, 97 điểm. Nó nhiều, tài lanh hả? Em rất là có tài, tài lanh đó. Thành thật hả? Thành thật, cái gì, thành thật gì? Thật thật gì, có cái câu gì đó mà thường thua thiệt đó. Thành thật là thường thua thiệt lắm em ơi. Khánh Ngân vẽ cũng tốt, cảm ơn các bạn tặng quà hả tim thầy Dân. Xá lợi là gì thầy? Em vô em tìm hiểu đi. Vậy là mấy em chắc là mới lớp 3, lớp 4 hay gì đó. Mệt chết. Nè, trang trí kiểu này ấy, sao cái này giống cái dương miệng của cái trái tim đội dương miệng hồi nãy dữ vậy mấy em? Phải không? Giống không vậy? Cảm ơn các bạn đã hả tim tặng like. Ủa, tặng quà cho thầy. Thật thà thường thua thiệt. Đúng rồi, thật thà thì thường thua thiệt. Đó. Không, mảng trang trí như thế này là được rồi đó. Mệt cũng chết, quá trời mệt. Khánh Ngân, bài này ok, 90. Thôi trời cái trời, cái bài này 89 điểm đi, cho 90 người ta phản đối tôi đó. Đó, cái dương miệng, ủa sao giống quá vậy? Y chang luôn nè, Trường An. Y chang cái dương miệng luôn nè. Y chang luôn nè mấy bạn. Nay thầy có đi lễ không? Không em ơi. Cho y chang luôn nè. Ê đó đó đó. Nè mấy cái ai cần dương miệng nè, Hành Phát, Trường An y chang luôn nè mấy em. Đó. Giống cái dương miệng của trái tim không? Không. Nè y chang luôn. Trời ơi y chang nè. Đó 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 đó. Ê đúng. Đó, ngon lành. Ngon lành luôn, ngon lành ngon lành. Quá trời quá đất, ngon lành ngon lành. Đó, thấy ghê hồn chưa? Cảm ơn các bạn chưa? Cái này của ai đây? Thanh Phương, giá đẹp quá he, 64 điểm. Mệt ghê. Sao em dễ bị lệch qua một bên rồi? Cái dương miệng này đẹp vậy. Cái gì? Ngọc Yến. Ê, Ngọc Yến giả dương miệng đẹp nè mấy bạn. Ghê ạ. Ê, đẹp quá he, ngon lành cành đầu tư lâu. Ghê ạ, cảm ơn các bạn tặng quà. Cái lông của con công hả? Đúng rồi, đó là cái công của con công đó. Ghê không? Miko Moto là sao? Là gì, là ý tưởng lấy từ một cái nhân vật hay là một cái thiết kế có sẵn hả? Cái gì thiệt không? Cảm ơn các bạn tặng qua cho thầy Dân. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. À Vĩ hả? Tên Vương Miễn hả? À mà Vương Miễn này có một màu thì không chấp nhận. Vẽ là tốt, có một màu hòa điểm có cao. 75. Tiếp Dương Miễn đẹp xuất sắc, 34 điểm phẩy 5. Má là đáng sợ. Bảo Nhi thấy ghê. Má là đáng sợ. Tưởng tượng được. Lớp này. Ê cái này tội nghiệp quá ha. Cái này có một màu xấu quá đi. Nhưng mà thôi mình cộng thêm 2 đi. Tại vì bạn mình tính cái đường nét có, nhưng mà màu quá yếu. Mình phải góp ý vô. Màu tẻ nhẹ. Dùng cái từ là tẻ nhẹ. Đơn điệu. Đơn điệu. Không có hòa sắc. Rồi ok ha, ghi cho rõ ra để các bạn biết. Thấy không? Ủa cái đó là một màu bạc hả? Kỳ vậy?
thôi không không kỳ vậy, là cái mạo nó vậy luôn hả? Sao đơn điệu quá vậy trời, tội nghiệp không? Vậy là tôi trách xa bạn rồi hả? Chứ tôi trách lòng em rồi sao? Tôi không biết cái này nhưng mà tôi không thích cái màu này. Em tô màu nhũ vàng đi, em tô màu nhũ bạc đi, có nhũ bạc không tô vô đi. Cái màu này màu bạc hồi nào mấy em nhìn sao màu bạc vậy? Chuyện bạc ơi, nó không có một cái ánh bạc luôn đó. Mệt, không chấp nhận cái này. Màu bạc mình có cái nhũ, cái hũ nhũ bạc đó mình tô vô. Chuyện bạc ơi, cái ghê. Không thể nào tưởng tượng được. Rồi vậy đi, chốt. Cái gì cũng gương đăng hoàng mấy em. Ê, đây nè. Đó, ghê hoàn chưa? Màu bạc gì đâu mà thấy gớm. Nó có một cái hũ màu bạc ánh kim. Khi mà mình mua đó thì mình sẽ có một cái hũ đó để mình vẽ. Tất cả các bạn của lớp 8A3 đó là nhũ vàng, ánh kim nó rất là đẹp. Màu tô không có kỹ bọng gì trơn như được rồi. Tiếp nữa, cái gì nam hả, rớt đi này, vẽ gì sao đậu nổi. 59 điểm vì sao hả? Hôm bữa đó bạn nam ăn hiếp mấy bạn nữ trong lớp, mấy bạn nữ chọc bạn nam, cái bạn nam nói là cái câu gì đó tôi nghe mà tôi hết hồn, ngỡ ngàng sững sờ hoảng sợ sửng sốt hoảng hốt, thấy ghê chưa? Em phát ngôn câu gì đó mà tôi quên rồi, tôi không dám nhắc lỡ luôn. Em gan dạ quá ha, gớt đi. Cái gì gì vậy? Mọi người gì vậy? Tưởng tượng được. Cái gì đây? Cái gì nữa vậy? Cái này cái dương miệng đó hả? Sao tôi nhìn giống cái khẩu trang quá vậy? Cái ghê vậy? Trời ơi. Cái này của ai? Không ghi tên, không có tên nè, không ghi tên. Trừ 50% điểm. Phải như vậy mới vừa. Rồi ok, cái bài này là tôi cho em là bao nhiêu ta? À, chăm chế đi. Bài này được có kim cương lấp la lấp lánh nè. 62 trừ lỡ 31, còn 31 điểm. Mệt. Mai mốt có kinh nghiệm cho thầy như chưa. Tưởng tượng được cái lớp này sao đó. Chăm. Hầu ô, cái dương miệng đẹp dữ mấy em đó. Không tưởng tượng được. Thấy không? Ngon lành luôn. Đẹp quá. Đó, phải gì nè, quá là đẹp luôn. Nè, ruby, phỉ thúy, rất là nhiều mà hòa sắc ở trong là lấp la, lấp lánh. Thấy không? Ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật chiếu rọi nè, thấy không? Thấy không? Phổ độ nhân sinh nè, thấy ghê hồn chưa? Nó phải gì mới được. Quá đẹp luôn. 100 không có nhân. Giống cái nón ông thần tài. Cái chèn phẹt ơi, em mà không nói là tôi không liên tưởng ra được là cái dương miệng này nó lại giống cái mão của ông thần tài. Đáng sợ. Ông thần tài ở trên phù hộ độ trì cho em với một cái tết tay bình an vô sự, đi ra ngoài đường không bị cái gì hết ha. Cái phát ngôn của em mà đứng trước cái bài các bạn này đấy ha, bạn sẽ tặng cho em một cái, biết cái gì không? Là cái giật vô mã. Là cái gì? Là cái giả vô mặt của em đó. Người ta giới đẹp như thế này, em nói cái dương miệng là cái mão của ông thần tài là sao? Không tưởng tượng được cái phát ngôn của em. Gì vậy? Đẹp Ngọc Hân, quá trời đẹp rồi. Mệt quá. 72 đi. Mệt. Tưởng tượng được. Cưỡng chết hả? Cái gì vậy? Trời ơi, em nghe thầy nói chuyện mà em cười muốn gớt cái hàm răng. Ghê trời. Rồi lụm ra gắn vô đi. Em đeo găng giả hay gì mà sao em cười gớt găng? Ghê vậy? Thấy ghê, em nói thấy ghê quá à. Em làm cho thầy liên tưởng tới cái bà hàng xóm gần nhà thầy. Bà làm cái bộ găng giả bà đi ăn đám cưới. Ăn đám cưới người ta ăn mềm mại đi không? Đi hả? Dành ăn. Chèn vẹt ơi, bắt cầm nguyên cái chân gà bắt xước một cái. Chèn ngô cứ hết hồn luôn, xức luôn nguyên cái bộ cái hàm răng ra luôn. Tưởng tượng được. Đáng sợ. Thầy để ý cái gì? Bả ngồi trước mặt tôi luôn. Hồ Ngọc Bảo Ngân, lớp 8A1. Nè thấy không? Vậy đi, chăm chế đi. Vậy nhiêu đây nữa? À, 64 đi, tội nghiệp. Thấy không? Con gái giả được như thế này là ổn rồi đó. Nó thấy không?
sắp mỹ thuật trang trời sáng tạo, không có bài vẽ vương miện tội nghiệp không. Cái này là bài nâng cao các bạn. Chằng Ngọc Nhi lớp 8A1. Nè, Ngọc Nhi vẽ tốt ghê không? Ngọc Nhi vẽ rất là tốt, với là cái bài mà dương miệng giống ông thằng tài hữu địa vì nãy đó là rất là tốt. Cái màu nó nhạt hả? Ừ, cái màu mấy bạn này lên màu chì màu á, thành ra là cái chắc màu nó không có xinh bằng cái chì dầu. Chơi chì dầu cái màu nó xinh hơn. Thấy không? Quá đẹp. Cái chữ cũng được chăm chế, cái bức này 98 điểm đi. Rồi 98. Vườn hoa hả? Ồ, ghê ha. Rồi 98 thôi. Cái gì đó mấy em? Được ha, bài dữ đẹp hả? Quá trời mấy em ơi. Nhà thầy có ai vậy? Nhà thầy có tía thầy. À tôi biết rồi, cái này là thiết kế hay cái kiểu mà nó giống như là hát bội á mấy bạn. Hát bội á. Ha, đây là hình ảnh cái dương miệng đội lên đầu nè, đó. Cái khuynh hát bội thì cái này nó sẽ nằm ở đây. Thì các bạn á để ý là trong hát bội tuồng thì á người ta sẽ có đội những cái mão, nó giống như là dương miệng nó nghiêng về thành một cái mão luôn rồi. Y như vậy ha, và nó xi như thế này, đội rất là đẹp. Thường á là cho những là quý phi nè, rồi phi tần thì hiếm lắm á đội, như là những ngày lễ nào cực kỳ quan trọng thì mới có, nhưng mà cái lợi của họ nó sẽ không bằng những cái lợi của quý phi hay là tần phi hay cái gì đó rất là nhiều. Còn hoàng hậu là một cái dương miệng khác, rồi hoàng thái hậu là cái dương miệng khác. Nói chung nó nhiều cái lắm, thấy không? Quá đẹp luôn. Bài này mới được 100 điểm này, thấy không? Quá trời luôn, maximum 1000 luôn đi. Mệt, để tôi chấm chấm số 0 nha. Đó, tôi chấm dấu chấm chính giữa một cái, đẹp ghê. Nó ghê hồn chưa? Ngon lành. Trời ơi, Khoa vẽ lúc nào cũng đẹp hết trơn, thấy không? Em chúc thầy hạnh phúc và đẹp trai, cộng thêm điểm nữa. Cộng thêm cộng thêm số 0 chấm cái. Tiếp. Cái gì vậy? Xinh đẹp. Xinh đẹp trai. Xinh đẹp gái. Dương miệng dành cho vua và công chúa. Là vua với công chúa đội chung cái dương miệng luôn hả? Nhà vua, nhà của công chúa. Là nhà vua là cái nhà của công chúa hả? Ngộ hả? Đây là nhà vua yêu nhà nàng công chúa. Ngộ hả? Là nhà của ông vua là đi qua nhà của công chúa yêu. Vậy vua có yêu công chúa không? Hay là chỉ là hai cái nhà yêu nhau? Ví dụ như nhà vua là cái nhà của ông vua, nhà công chúa là cái nhà của công chúa, là hai cái nhà này yêu nhau. Vậy là hai ông chủ nhà, chủ nhà ở đây là vua. Thầy biết rồi. Nhân vật A tên là vua Nguyễn Văn Vua. Cái chị B tên là Nguyễn Thị Công Chúa. Thì hai cái người này nè không có biết gì về nhau, nhưng mà hai căn nhà đối diện, thành ra hai căn nhà để ý nhau, không thể nào tưởng tượng được. Hiểu chưa? Tôi hiểu rồi đó. Mà cũng chết, cái lớp này sao đâu tưởng tượng được. Ê, cảm ơn các bạn đã tặng quà cho thầy Dân chưa. Má ơi, đáng sợ. Nguyễn An Khang này nè, tôi nói nè, hồi nãy Khang An rồi tới An Khang nè, thấy không? Đó, vậy đó. Đó, ngon lành cành đào tươi. Rớt, ấy rớt thì tội nghiệp quá ha. Khang An vẽ, An Khang vẽ cũng khó khăn lắm đó mấy em ơi. Tội nghiệp, con cưng của gia đình đó mấy em ơi. Mẫm mỉm chồng do thấy cưng lắm. Da trắng nõn hồng luôn, thấy ghê không? Là tức là ở nhà không làm gì đậm ngón tay hết trơn á, không đi ra nắng luôn, thành ra cái da mới là trắng nõn hồng. Đó, hiền khô hà, ai nói gì nói, không dám nói lỡ người ta. Người ta du quan giá quạ cho mình thì mình cũng nhận luôn. Trời, tội nghiệp không? Đó. Vợ dần sao mà mỗi lần á tôi mà la bạn, cái bạn nhìn tôi ánh mắt lấp lánh kim cương hào quang gọi chiếu, tôi tưởng tượng ở ngoài sau lưng tôi nó có thêm một cái dòng không đó mấy em. Ghê không? Ghê không? Tôi càng nói bạn bao nhiêu thì bạn càng nhìn tôi với ánh mắt long lanh lấp lánh, rưng rưng nhẹ nhàng, tha thiết da diết dịu dàng nhẹ nhàng. Ôi thì làm sao mà tôi dám cho bạn rớt môn được. Xáo chột nha, mà tội nghiệp.